Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Suzuki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nhé. Ở tập trước thì mình có làm được một căn nhà khởi đầu, một khu vườn nho nhỏ và tìm được một ít khoáng sản. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu đi khám phá ở xung quanh để có thể tìm ra những con rồng hoang dã hoặc là những cái quả trứng rồng nguyên tố nhé. Và để đi khám phá thì mình cần một cái cánh để di chuyển dễ dàng hơn. Và mình cần cái fairy dust này. Và trong thời gian giữa hai tập mình có đi xuống cái khu vực đào mỏ và tìm được một ít cái quặng ấy. Giờ mình sẽ đi xuống dưới luôn nhá. Mining đây, đó, đây là những cái quặng mà mình tìm được này, không biết được bao nhiêu nữa nhưng mà giờ thì mình sẽ lấy hết luôn, hy vọng nhiều nhiều một xíu để mình có thể làm được nhiều lần ấy. Rồi đào ra 4 thôi à? Ồ, chỉ được có 4 cái fairy dust thôi. Nhưng mà không sao, 4 cái thì cũng khá đủ rồi. Và giờ thì mình sẽ trở lên trên lại nha. Mình sẽ về nhà một cái. Và sau đó mình cần phải tìm thêm những cái cọng lông này. Và lông thì mình có thể đi giết gà ấy. Để mình coi coi xung quanh đây có gà không. Chỗ này thì mình để ý là chỉ toàn là ngựa thôi à. Và ngựa sau khi mình tiêu diệt thì sẽ cho cái da bò ấy. Mà giờ thì mình chưa... đây. Giờ mình chưa có cần da bò nên mình chắc cũng không có giết ngựa đâu. Với lại ngựa để dành đi, chứ giết thì tội nghiệp lắm. Đây, nó được một cọng lông gà rồi. Mình cần thêm một cọng lông nữa. Ở đây, còn một bé gà nữa nè. Wow, không biết giết xong rồi sau này mình còn để nuôi không nữa. Mình chưa có kịp bắt về để nuôi ấy. Để sau này mình tìm mấy bé gà khác rồi mình dẫn về nuôi để dành lấy lông luôn nha. Rồi, sau đó mình sẽ vào trong nhà lấy kim cương và vàng là có thể chế tạo được một cái cánh rồi. Để coi nào, đây vàng nè, vàng hình như là cần 4 thì phải. Rồi, kim cương là hình như là cần 1. Sau đó mình sẽ cho vào bàn chế tạo và bước. Đó, mình đã được một cái angle wing rồi. Rồi, giờ mình đã có thể bay được rồi đó. Nhưng giờ mình cần phải dọn dẹp đồ trước. Ngoài ra mình cũng có nung một ít thịt heo nè, cũng như là cái khoai tây bỏ lò ấy, để có thể mang theo trên đường đi. Mình sẽ cắt quả trứng vào. Fairy dust thì mình sẽ cho vào đây lại để sau này còn chế tạo tiếp. Và giờ thì mình sẽ mặc cánh vào. Giáp hiện tại của mình nó còn full đồ bền ấy, nên mình chưa có chế tạo giáp kim cương. Ở đây mình còn tới 24 viên lận. Để khi nào giáp mình nồng hỏng một xíu đi thì mình sẽ chế tạo giáp để cho nó tiết kiệm nha. Rồi giờ thì bay qua đây thôi. Và ở tập trước thì mình cũng có phát hiện một cái công trình ở đây. Và các bạn có bảo đây là công trình của một cái mộ yêu quái là con rắn ấy, nhưng mà mình không biết có phải không nữa. Nhưng mà giờ thì mình sẽ vào trong luôn nhá. Ui, đúng rồi, mình nghe tiếng của bà ta rồi. Ui, có thui vậy. Ui, trong đây nhiều quái lắm, mình chưa có cung nữa thành ra không có đánh xa được. Ui, đừng. Ui, ao. Ui, nổ đi. may quá. Ui, ở đây, ở trên còn nè. May mà mình đi ban ngày á, mình đi ban đêm chắc quýnh không lại đâu. Và ở đây có mấy cái cần gạt là gì đây? À, cái này là cái kiểu như là cái đường hầm đi xuống ấy. Rồi gạt cái này lại coi. Úp. Ủa, còn cần gạt không? À đây, còn một cái nữa nè. Wow, nó mở đường xuống rồi. Cho giờ mình cần phải cắm đuốc ở trên trước. Ui, nguy hiểm. Và sau đó, nó, các bạn nghe tiếng không? Ui, còn cười nữa chứ. Còn cười nữa. Rồi, giờ thì đi xuống dưới thôi. Cẩn thận, tay mình lúc nào cũng cầm khiên hết á. Ui, mụ ta kìa. Đúng như các bạn nói luôn, là khi mình nhìn vô mặt mụ ta thì mụ ta sẽ quá đá mình ấy. Ui, nguy hiểm vậy, rồi sao đánh? mình có cách trị rồi. Đây, mình đánh mình sẽ nhìn ở phía dưới như vậy nè. Nó đâu có đánh mình được đâu. Leo. Tưởng gì. Thì ra cũng có cách khắc chế á. Này thì quá đá. À, chạy. Đánh ông lại cái chạy mình rồi kìa. Đánh ông lại rồi chạy hả? Ui. Mình sẽ hở một giây thôi là bá quá đá mình luôn á. Ui, mình sẽ remove một cái bớt đi. Remove rồi lại đằng kia lại nè. Đó.
Ui, nguy hiểm thế. Ui, cái tượng mình đâu rồi? Ồ, may quá, hóa đá sao? Ơi! Ui, bọn tao hóa đá hoài luôn á. Mình không có bí ngô, không biết cái đầu bí ngô có đội lên và bộ này không quá đá được không nữa, chứ mình bình thường như vậy mà nhìn xéo xéo. Tiêu diệt được rồi. Class of the Titan. Wow, và mình được một một cái đầu của bả nè. Ủa, giờ mình mới để ý là cái chỗ này nó dưới biển luôn á. Nè. Nó dưới biển luôn nè. Wow. Rồi, mình sẽ cắm đuốc ở đây đi để cho nó được có quái nữa. Chỗ này nhìn cũng khá là đẹp á. Để khi nào mình có nhiều vật liệu hơn mình sẽ xuống đây đi sửa lại. Nhiều khi mình sử dụng cái này làm cái kho chứa cũng được, tại vì nó rất là rộng nè. Ngoài ra dưới đây còn rất là nhiều những cái đầu của con skeleton mình có thể sử dụng để trang trí trong thời gian sắp tới á. Còn bây giờ chắc mình sẽ tiếp tục khám phá nhá. Ui, xuống đây không mà bị bão quá đá mấy lần luôn á. Rồi mặc cái cánh vào và đi tiếp thôi. Chắc bây giờ mình sẽ đi vào rừng đi. À mà quên nữa, hôm bữa ở bên đây mình có gặp mấy cái nàng tiên cá giả mạo nè. Mà giờ thì lại đẳng thì mình sợ bị mê hoặc lắm, mấy mụ ta mạnh lắm. Để coi, đó 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 đó. Đó, giờ mình mà lại gần á là sẽ bị mê hoặc liền, nhưng mà thôi lỡ rồi quánh luôn. Nó bắt đầu hút mình lại nè. Mặc áo giáp vô. Rồi. Rồi chuẩn bị chiến đấu thôi. Nó mình mà lại gần là mọc nanh liền thấy không? Ui da, ui ui. Ui mạnh lắm mấy mụ này mạnh lắm. Ui da. Ui ui. Ui. Ui bình tĩnh. Ui không xong rồi, không xong rồi, không xong rồi. Ui vậy thì tôi mất. Ui thôi xong rồi thôi. Ui. À, mình có cách rồi, mình có cái đầu này nè. Hình như cái đầu này có công dụng là hóa đá thì phải đúng không ta? Thế để mình làm thí nghiệm coi, để coi coi ở đây có con vật nào làm thí nghiệm không nhá. Đây có bé ngựa nè. Ở đây khá là nhiều nên mình sẽ thí nghiệm với một bé ngựa đi. Rồi. Ủa? Ồ, hóa đá thiệt nè. Rồi. Rồi hóa đá xong mất tiêu luôn rồi. Vậy là cái đầu của mụ ta chỉ sử dụng được một lần duy nhất thôi. Ồ, không ổn, vậy thì không ổn rồi, mình lỡ thí nghiệm xong mất tiêu luôn rồi. Nhưng mà bây giờ mình cần phải đem theo cái giường cái đã, để có gì ban đêm mình còn ngủ qua đêm nữa, để không thôi đi trong ban đêm thì nó nguy hiểm lắm. Rồi giờ chắc mình sẽ ngủ đêm cuối, rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ đi qua cái khu vực của mấy cái nàng tiên cá giả mạo nhá. Thiệt tình luôn á, đánh hội đồng mạnh ghê. Rồi, hẹn gặp lại các bạn khi mình di chuyển qua khu vực bên kia lại nhá. Ui, mấy tên này đánh mạnh lắm luôn á. Ui, giờ mình phải giữ việc khoảng cách mới được. Nó đứng ở trên đánh thôi, không cho mấy tên này nhảy lên. Ui, bình tĩnh nào. Nhảy đành đạch kìa. Ui, ui, khều khều xa đấy. Ui, nó còn có tuyệt chiêu để giống như cục 500 vậy đó, là hút mình xuống dưới ấy. Ăn ăn vô một cái đã. Từ từ mà quánh. Ui. Mấy tên này mạnh lắm luôn á. Ui răng nanh kìa. Rồi, ui. À, đằng kia có một cái chỗ có trứng rồng kìa. Và có cả xác rồng nữa. Ấy da. Rồi được được một tên là được một tên rồi. Vậy vậy cố lên còn hai tên cuối thôi. Và nó rơi ra cái vải gì kìa. Sini scale. Ui da. Ấy da. Ui. Đánh nè, rồi hai tên rồi. Ui da, ui, để cho hồi máu cái. Ừ, bật lùi đi. He he, giờ mình sẽ đi lên đây ăn một cái rồi đánh tiếp nha. Đó, đỡ khi đỡ đỡ nè, đỡ nè. Đỡ nè, tại vì giờ mình đang xài giáp sắt ấy nên khá là yếu, cho nên mình phải cố gắng kiểu như là nâng cấp lên mấy bộ giáp rồng thì nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều luôn. Rồi, thì việc hết đám này rồi. Giờ chắc mình sẽ đi qua chỗ chỗ nào trước ta? Mình nghĩ qua chỗ xác rồng trước đi, không biết xác rồng có rơi ra vải rồng không nữa. Tại vì mình thấy còn bộ xương không à. Kìa, còn nguyên bộ xương luôn. Ồ, mà rồng này bự lắm luôn á. Wow. Chỗ xương rồng này bự lắm luôn, không biết có vải không ta? Để mình thử coi. Ui rơi ra xương không à. Và được một cái Radan School nè, một cái đầu lâu ấy. Ở đây có thỏ. Ủa, mình hình như cái này là chỗ của rồng băng thì phải.
Theo như mình biết thì đây là chỗ của rồng băng á, và đằng kia là chỗ của rồng sạch rồng 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 bầu trời thì phải, đúng không nhờ? Màu trắng là như rồng bầu trời á. Wow, đúng không, đúng không? Đúng luôn, đúng luôn, chỗ của rồng băng nè. Giờ mình sẽ tìm đường vào bên trong cái đã, coi đây có đường vô không. Ui, không có đường vô, mình phải đào vô rồi. Đây, dùng xẻng đào ra đi. Đó, đập ra luôn. Ây da. Ui, nước tràn, nước tràn, nước tràn. Chặn lên cái, rồi sau đó đập ra. Ui, xa vậy. Wow, có rương luôn kìa. Không biết trong rương đó có gì ta. Ở trong đây quá trời mấy cái băng đó, nên mình đập ra nó chảy nước quá trời luôn. Rồi, đi vô. Wow, mình không biết là nên ấp quả trứng rồng băng này ở đây hay đem về ta. Tại vì đây rồng băng chắc phải ấp ở đây rồi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ ấp quả trứng rồng ngay tại đây luôn đi. Nhưng mà giờ mình mà cắm đuốc thì nó sẽ chảy băng, nó mới khó nè. Khó vậy ta. Mình mà cắm đuốc ở chỗ này một hồi lại là nước lênh láng luôn á. Và đây có cái rương nào mình phải gán vô đây lấy cái rương trước đã. Đó, con rương là không bỏ được. Rồi coi coi. Táo vàng enchant luôn. Hai cái gác giáp ngựa sát, một ít lúa để làm bánh mì, chỉ để làm cần câu, thuốc súng và bột xương. Ở đây có quả trứng rồng. Chắc mình sẽ tạm thời là giữ quả trứng rồng đi. Đây mình sẽ lấy quả trứng rồng một cái. Yay, Ice Dragon S. Yeah, được một quả trứng rồng băng rồi. Giờ mình sẽ ghé qua đây luôn nhá. Và trước khi đi thì mình cần phải kiểm tra coi đây còn rương không. Một cái rương. Cái chỗ này chỉ có một cái rương thôi hả? Ui, nhiều lắm luôn á. Đằng kia có quả trứng rồng Moonlight thì phải. Rồi, bay qua đây trước. Yay. Vậy là khu biển này rất là nhiều cái chỗ có trứng rồng luôn. Và giờ mình sẽ ăn vô trước. Và kiểm tra coi đây là cái rương chứa gì nha. Một cái thẻ tên. À, thẻ tên để sau này mình đặt tên cho rồng. Rồi xương nè, than và chỉ. Và cái rương chắc mình sẽ lấy luôn đi, để có gì mình đem về chứa đồ. Và lấy quả trứng rồng này một cái. Và đây là rồng Ether, rồng bầu trời, đúng rồi, đúng rồi. Giờ mình sẽ đi xuống dưới phía này và lấy mấy cái rương còn lại luôn. Mình thấy cái chỗ của rồng Ether là nhiều rương nhất luôn á. Rồi lấy hết nha. Rồi mỗi loại rồng á thì mình sẽ lấy một quả trứng thôi. Và giờ mình hơi nhiều đồ nè. À, có hạt bí ngô rồi. Gì, mình có thể đem hạt bí ngô về rồi đó. Và giờ chắc mình phải cắt bớt đồ lại. Giờ chứa hết được rồi. Giáp ngựa sắt thì chắc mình sẽ vứt lại đi. Thịt thối rữa chắc mình sẽ vứt luôn. Redstone không cần, đĩa nhạc cũng không cần. Yên cưỡi thì phải cần nè, tại vì mình cần yên cưỡi để có thể cưỡi rồng ấy. Và giờ mình sẽ lấy bên đây là một ít sắt nữa. Mình có tới 36 sắt luôn rồi. Rất là nhiều rồi đó. Thuốc súng chắc mình cũng không có cần đâu nha. Thôi chắc không lấy thuốc súng đâu. Còn bên đây là bánh mì nè, xương phải lấy. Mana ship, để coi nào. À, cái này dùng để chế tạo sách, để tìm hiểu về những cái con rồng hoang dã ấy. Wow, chắc mình phải lấy những cái này để sau này đem về chế sách và tìm hiểu về rồng hoang dã thôi. Tại vì rồng hoang dã mình còn có thể nuôi được ấy, nếu mà có cái quả trứng rồng. Rồi, vậy là đây hết trứng rồi. Giờ chắc mình sẽ bay qua chỗ tiếp theo đi. Xô thì mình sẽ cho lại đây một cái, tại vì giờ mình có một cái xô nước rồi. Rồi qua chỗ trứng rồng Moonlight thôi. Mấy chỗ nào mà mình lấy rồi á, thì sau này mình sẽ lại đây và kiểm tra lại để lấy mấy cái khoáng sản nè. Ở đây còn rất là nhiều emerald luôn. Lấy trứng rồng Moonlight đúng không? Đó, đúng luôn, Moonlight. Và lấy rương nữa. Đây đây đây, rương đây. Thuốc súng. Ở đây nhiều thuốc súng vậy ta. Nhiều cực luôn á. Mà trong đây mình đâu có cần làm pháo hoa chi đâu. Mình có cánh bay tự động rồi mà. Que chắc mình sẽ vứt lại đi. Đó, lấy bánh mì ăn nhá. Xương phải lấy về nè. Hạt bí ngô lấy luôn. Và bên đây nữa, quá trời những cái emerald nè. Sau này mà có gia tài lại đây, đào emerald là hết sảy luôn á. Táo vàng, gì lại là táo vàng. Và thêm một cái yên cưỡi cho mình nữa nè. Chắc mình sẽ vứt bớt than đi. Than mình có thể đào dưới hang á. Rồi, qua chỗ tiếp theo nào. Bên đây thì không có đồ gì quý giá hết. Vậy là hết rồi. Còn mấy chỗ còn lại thì từ từ mình sẽ khám phá sau nhé. Và chỗ này mình đã đi rồi nên mình sẽ làm dấu lên một cái để sau này khỏi cần phải ghé lại. Sẽ làm dấu bằng một khúc gỗ đi. Đó, chỗ nào đi rồi mình sẽ làm dấu bằng một khúc gỗ. Và sau chuyến đi khám phá nhẹ này thì mình đã có được 1, 2, có 3 quả trứng rồng rồi. Vậy có tặng 3 quả trứng luôn. Giờ thì chắc mình sẽ quay về nhà trước đi. Và trên đường về nhà để coi coi còn gì đặc biệt không ta.
Tại vì khúc bên đây mình vẫn chưa có khám phá nè. Hôm bữa mình mới đi đi tới đây gặp mấy mụ nàng tiên cá giả mạo ấy, là mình sợ quá mình quay về nhà rồi nên chưa có kịp đi khám phá về hướng bên đây ấy. Giờ sẵn tiện đi qua hướng bên đây để khám phá luôn. Nó ở đây nó cao quá nên nó còn có tuyết nữa nè. Để coi coi có trứng rồng. Ui 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 ui. Ui rồng, rồng đó rồng lửa đúng không ta? Ui đúng rồi, rồng lửa kìa. Ui. Mình có nên lại quánh không nhờ? Giờ mình đồ mình còn yếu quá. Đại bàng sợ chạy. Bay mất tiêu luôn rồi. Giờ mình còn yếu quá không biết có đánh lại không ta? Kìa nó phun lửa thấy ghê luôn á. Ui cháy rừng nữa. Giờ chắc mình sẽ quay về nhà để cắt đồ trước đi. Rồi sau đây thử sức mạnh với con rồng này luôn. Giờ mình chỉ mới có kiếm sắt và giáp sắt thôi ấy. Nên chắc cái quánh không lại đâu. Nhưng mà trước tiên mình cần phải về nhà để dọn dẹp đồ cái đã. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình dọn dẹp đồ xong nhá. Mình đã cắt đồ xong rồi và mình đang qua chỗ của con rồng lửa này. Mình sẽ mang theo một quả táo vàng nhá, để khi mà mình thấp máu thì mình sẽ ăn vào để còn tiếp tục chiến đấu. Rồi giờ thì bước vào trận chiến với nó thôi. Và nếu như mình có cung á thì mình sẽ tiêu diệt nó dễ dàng hơn rất là nhiều luôn. Nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa có ấy, nên chịu khó cận đánh cận chiến với nó thôi. Ui ui, nó phun lửa kìa. Ui nó còn bắn cầu lửa hả? Bắn cầu lửa với mình. Rồi đánh trên không luôn. Ngại gì mà không đánh. Ui ui, nó cạp. À, dám cạp mình. Dám cạp mình hả? Ui nó phá hết lá rồi kìa. Cạp nè, nó có tuyệt chiêu là cạp mình vô hàm nó ấy. Nó mình phải rời ra khỏi cái hàm nó để không thôi là nó cạp phát là ngõm luôn. Rồi rồi gái tiêu diệt quý ác. Bay hả? Tưởng ta không biết bay hả? Tưởng ta không biết bay này quý ác. Ui nó lượn ghê luôn á. Lượn nè. Rồi lượn nè ấy á. Nó lượn để nó tránh né mình quá trời luôn. Tắm nè, ấy da, ui, bình tĩnh nào, ui. Đó các bạn thấy tuyệt chiêu cạp của nó chưa? Nó cạp phụ phát được, mình còn có một tim luôn á, ui, bình tĩnh nào, ui sao phá hoại ghê vậy, ấy da, ui còn có, ui, nó cạp ghê, đau lắm luôn á, rồi cho nó vào vô quất tiếp luôn nè, này thì, ấy da. Ui ui, dính cầu lửa. Dạ. Mình cố lắm rồi mà đánh cũng không lại. Chắc tại là bộ giáp của mình nó yếu quá ấy. Rồi trở lại trận chiến thôi. À, tiếp tục nào. Ô, mình như khiêng đỡ được. Ôi, nhưng mà chỉ tạm thời thôi. Đó. Mình vừa buông ra là nó sẽ cầm liền ấy. Ui, đó, nó còn cạp mình nè. Cạp hả? Cạp của dao. Ui. Bình tĩnh. quay đi. Trong lúc nó quay đi mình sẽ quanh nó. Trong lúc nó không để ý mình sẽ tiêu diệt. Cố lên. Mình nghĩ là nó cũng gần ngõm rồi đó. Bình tĩnh. Mình cứ ở sau lưng nó mà đánh thôi. Nó mà quay qua bên mình thì mình sẽ dùng khiên để chặn. Không đánh người ta đánh tiếp. Rồi. Biết mình ăn kịp không ta? Mình sợ mình đang ăn nó cạp mình phát lên đường nữa luôn á. Đánh rồi nè. Ui nó to chưa kìa. To. Ui đừng có bay nè. Bay đi đâu. Ây da. Ui nó cạp trên không luôn. Con rồng này mạnh vậy. Ui nó cạp mình trên không luôn á. Rồi bay lên trả thù thôi. Nãy giờ hai. Ây da. Ui. Mới bay lên ăn một quả cầu lửa muốn xỉu luôn á. Rồi phun lửa hả? Ủa là phun lửa nè. Phun lửa. Ây ui. Ui vậy là bây giờ mình còn rất là yếu để có thể chiến đấu với mấy con rồng hoang dã rồi. Ây da. Đó. Sức mạnh của nó coi kìa. Một quả cầu của nó thôi là nửa cây máu của mình rồi. Phun đi, tao có khiên nè, phun đi. Mình có khiên nên cũng không lo. Có. Cố lên. Mình nghĩ vài lần nữa thôi là nó sẽ ngõm á. Chạy đi đâu? Chạy hả? Giờ nó bơi đất kìa. Thiệt tình luôn. Phá nè, phá.
Nãy giờ có cung chắc tiêu diệt nó dễ dàng hơn á, chứ không có cung đánh cận chiến là nguy hiểm. Kiểu như là nó cạp mình một phát là ngỏ ấy. Ui chưa 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 chưa, ăn vô cái tính gì tính. Ây da ây da ây da, bị cháy bị cháy. Ui nó định đốt mình hay sao á. Ồ đúng luôn rồi, nó định đốt sống mình luôn. Ui kìa, nó phun lửa kìa. Mệt chưa mệt chưa? Mệt chưa? Ui chưa mệt nữa. Mệt đi, mệt đi tới mình quýnh nữa chứ. Chưa mệt hả? Ui da à, cắm. Ui sao nó cắm đầu xuống cát mà sao nó quýnh mình vẫn được vậy? 4-5 lần rồi. Cố lên. Mình tin là lần này sẽ được. Lần này phải được. Cố lên. Người này. Và con gồng này mình nghĩ là sẽ cho rất là nhiều vải á, tại vì nó rất là bự nè. Yay, mình làm được rồi. Sao rất là nhiều lần bị nó cạp chết thì bây giờ mình cũng đã tiêu diệt được nó rồi. Giờ mình sẽ xóa bớt mấy cái tàn tích này đi, để nhìn kỳ quá. Rồi, và giờ thì loot đồ con rồng này thôi. Không biết nó cho được mình bao nhiêu cái vải đây. Nó vải rồng đó. Mình cần nhất là những cái vải rồng á. Rồi, rồi kiểm tra nào. 47 cái. Uầy, vậy là con này là con rồng trưởng thành hay sao á. Cho quá trời vải rồng nè. Vậy vậy là bây giờ mình không cần phải mặc cái bộ giáp sắt yếu ớt này nữa. Về mình sẽ làm luôn một bộ giáp rồng lửa cho nó mạnh nha. Rồi, giờ thì lên trên đây để nhặt đồ trong rương thôi. Nó, trong đây có rất là nhiều rương cho mình nè. Kiểm tra. Ui, toàn xương không. Mình nghĩ xương này là xương mà mấy con vật mà nó nuốt á. Có quyển sách nè, có một cái ổn sắt, lấy luôn, kệ, lấy về để dành. Mạng nhện, tại sao lại có mạng nhện đây ta? Wow, nó còn ăn thịt con skeleton nữa nè. Ui, con rồng này mạnh vậy. Và một vài cái iron chaplin, cái này làm gì? À, cái này để làm đồ lưới hả? Đồ lưới bình thường thì không có chế tạo được đâu, nhưng mà trong thế giới rồng này chúng ta còn có thể chế tạo được cái giáp lưới nữa cơ. Wow. Và đây là những cái hạt vàng nè. Đó, mình sẽ lấy về một ít nhá. Cái nào biết dùng cúp đào nó có nhanh hơn không ta? Cúp đào cũng vậy, xẻng đào cũng vậy. Ồ, nhưng mà nó cho khá cái hạt vàng này. Và những cái hạt vàng này mình sẽ đem về nhà và đổi sang những cái phôi vàng ấy để sử dụng. Đó, khỏi cần phải xuống khu vực đào mai để đào chi cho mệt. Và trên đây vẫn còn rương nữa nè. Để coi trên đây còn chứa món gì. Mình nghĩ là có những cái không cho những cái miếng giấy để chế tạo quyển sách à. Ồ, mình nhớ thường trong đây là sẽ cho những cái miếng giấy á, nhưng mà ở đây nó không cho giấy rồi. Ui cái cây. Cái cây kỳ vậy, ở dưới cái góc là cái rương nè. Rồi kiểm tra coi, có obsidian nữa, được 3 cục obsidian. Vậy là hết rồi. Tính ra chỗ rồng này không cho quá nhiều đồ tốt, nhưng mà thôi kệ, cho nhiêu đó đồ cũng vui rồi. Giờ thì mình sẽ đi về nhà một cái. Home. Rồi về nhà và làm luôn một bộ đồ cho nóng nào. Mình sẽ chừa ra 4 ô để mình có thể chứa đồ á. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ làm cái nón trước. Tại vì cái nón thì nó sẽ có hình cái đầu rồng và có hai cái sừng nè, nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, kế tiếp là một cái áo nhá. Đây, một cái áo giáp rồng nè. Một cái quần. Nó quần nhìn cũng rất là đẹp. Và cái ủng là chúng ta đã có thể có full một set đồ rồng rồi. Yay, giờ thì vứt cái bộ giáp này ra thôi. Đó, vứt ra. Ui, cái cánh quên nữa. Mặc giáp này vào. Búp. Và tên đen. Yay, giờ mình đã trở thành một hiệp sĩ rồng rồi nè. Nhưng mà giáp này nó còn chưa mạnh, tại vì mình chưa có enchant lên được ấy. Rồi, tạm thời mình sẽ cất những cái thứ này vào. Cất cái áo vào. Đó, và mấy cái thứ còn lại thì mình sẽ cho vào đây. Khi nào cần thì mình sẽ lấy ra và sử dụng tiếp nhá. Biết đâu được đúng không? Và mình có được 4 quyển sách này. Và những quyển sách này chắc mình sẽ làm cái bàn enchant á. Nhưng mà mình còn thiếu một cái hắc diệm thạch để có thể làm được cái bàn enchant. Tiếc vậy ta, phải chi có. À, mình có kim cương nè. Để mình làm một cái cây cúp kim cương đi. Rồi mình sẽ đi xuống dưới và đào hắc diệm thạch lên. Và chúng ta sẽ làm cái bàn enchant luôn nhá. Rồi khi nào có nhiều cái kệ sách á, thì mình sẽ tăng cấp độ nó lên sau. Rồi tạm thời thì cho mấy cái vải rồng vào đây đi, để dành chế tạo sau khi mà nó mất đi cái độ bền ấy. Và có trái tim rồng nè, có thịt rồng,
đầu skeleton thì chắc cho vào đây. Đó, được hai cái Raiden School rồi nè. Cái này nó có stack nè. Cái này kiểu như cái độ trưởng thành của nó. Cái này là 5 còn ôi con nãy chỉ mới cấp 3 thôi à. Ồ, mới cấp 3 mà nó mạnh như vậy á. Ồ, vậy mấy con cấp 5 không biết sao mình quánh lại nữa. Mình nghĩ mấy con cấp 5 thì chắc cái hang ổ nó sẽ bự hơn rất là nhiều á. Rồi, giờ mình sẽ cắt mấy cái vôi vàng, hạt vàng còn lại và đi xuống dưới để lấy một ít cát diệm thạch đi lên nhá. Hẹn gặp lại các bạn khi mình có được một ít cát diệm thạch nhá. Rồi ok, mình đã đào được một ít cái hắc diêm thạch rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên trên nhà để chế tạo cái bàn enchant thôi. Giờ mình sẽ cần có sắt nè, có kim cương nữa. Đây mình sẽ lấy ra một viên kim cương và mình còn tới 20 viên kim cương lận để mình sẽ chế tạo một cái cây hammer vào những chuyến đi mai sau nhé, để mình có thể dễ dàng đào khoáng sản hơn. Rồi vào trong nhà hơi tối đúng không? Cho cây đuốc ở đây một cái và đặt cái viên kim cương ở đây nè. Sắt à nhầm 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 cần hai viên lận, quên quên bạn enchant cần tới hai viên kim cương lận chứ. Hai viên hai bên nè, sắt ở trên và hắc diệm thạch ở phía dưới như vậy. Đó, mình đã được một cái bàn phù phép rồi. Và sách thì mình có thể qua chỗ của anh dân làng ở bên kia để xin về và sử dụng thôi. Giờ thì mình sẽ tạm thời đặt ở đây và coi coi nó enchant được những cái dòng gì nhá. Đầu tiên là cái nón trước đi. Cái nón trầm hỏng, khi mà chưa có sách thì những cái dòng enchant nó rất là yếu luôn ấy. Chắc mình sẽ chưa enchant đâu, để dành đi. Và với lại mình chỉ mới có 16 level thôi à, chưa có enchant được đâu. Nhưng mà với cái bàn enchant này thì mình có thể nâng cấp lên ấy. Để mình xem nào, enchant đây mình có thể nâng lên cái book enchanter này để có thể chế tạo được những quyển sách enchant cần thiết thôi. Ví dụ như dòng gai á, là cái dòng mà mình không có cần ấy, lỡ mà enchant gặp thì mình không biết cách nào để xóa đâu, nên tốt nhất là nên nâng cấp lên cái book enchanter thì sẽ tốt hơn cho mình rất là nhiều. Tiếp theo thì mình sẽ mang một quả trứng rồng Aether ra bên ngoài để ấp trước nhé. Tại vì quả trứng rồng Aether khá là dễ ấp nên mình sẽ lựa chọn để ấp đầu tiên. Và những quả trứng tiếp theo các bạn muốn ấp là gì thì đừng quên comment ở phía dưới nha, để mình còn ấp ở những tập sau nữa. Rồi giờ mình sẽ làm khu vực 5x5 trước. 4 và 1, 2, 3, 4, 5. Rồi sau đó rào lại và đặt quả trứng rồng vào chính giữa thôi. Đặt quả trứng rồng vào đây và búp. Đó, giờ mình chỉ cần đợi 4 năm hôm thôi, chắc là quả trứng rồng này sẽ nở á. Và mình sẽ cắm đuốc lên để tránh trường hợp quái nó xuất hiện. Tại vì theo như mình biết thì quả trứng rồng này á, khi mà bị tấn công thì sẽ mất máu từ từ và sẽ mất luôn. Nên mình không muốn mất quả trứng rồng này đâu. Rồi ok, tổng kết trong ngày hôm nay thì mình đã có được 3 quả trứng rồng, một Aether, một Moonlight và một rồng băng. Và ngoài ra mình cũng đã tiêu diệt được một con rồng hoang dã đầu tiên, sở hữu cho mình một bộ giáp từ vải của con rồng đó và có được một cái cánh để có thể bay đi dễ dàng hơn nè. Và trong thời gian sắp tới, nếu các bạn muốn mình up quả trứng rồng gì nữa thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.